Kính thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, tức là ngày 20 tháng 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Một nội dung được rất quan tâm tại kỳ họp này là Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Vậy chức danh nào sẽ được Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp này và khi nào tiến hành công tác nhân sự? Trả lời báo chí đặt ra câu hỏi, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, đại biểu cho biết tại kỳ họp chủ bị vào sáng ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ xem xét các nội dung dự kiến trình kỳ họp và xem xét thông qua chương trình kỳ họp. Trong đó, nội dung về công tác nhân sự sẽ được xem xét thông qua trong chương trình chính thức của kỳ họp. Dự kiến, tại ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 8, tức là ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Về nhân sự bầu Chủ tịch nước, bà Hải cho biết sẽ thực hiện theo đúng nguyên tắc đảng cử, dân bầu. Vừa qua thì tại Hội nghị Trung ương 10, khóa 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện trình Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Dư luận trong suốt thời gian qua đang đặt rất nhiều câu hỏi. Ai sẽ là người kế nhiệm Chủ tịch nước, Tướng Giang hay là Tướng Cường? Và vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phải xin thôi từ chức Chủ tịch nước? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Nhiều nguồn tin cho rằng, tại hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã được đề cử và trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch nước. Sáng ngày 3 tháng 8 diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13 thay cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch nước đã từng được thực hiện trong giai đoạn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông giữ hai trong bốn chức vụ cao nhất này. Sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào năm 2018, tuy nhiên khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu rằng ông có thể hoặc có nên kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch nước hay không. Như trên bài đăng của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết Quyền lực và kiểm soát quyền lực có đoạn viết như sau. Trong hệ thống lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, việc phân chia quyền lực giữa các chức danh lãnh đạo cao cấp luôn là một nguyên tắc quan trọng để đảm bảo sự cân bằng và ngăn ngừa tình trạng tập trung quyền lực vào một tay cá nhân hay một nhóm lợi ích. Điều này giúp duy trì sự cân bằng quyền lực và tránh tình trạng lạm quyền. Phân chia quyền lực giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước. Một vị trí lãnh đạo chịu trách nhiệm trước nhân dân về lĩnh vực mà họ phụ trách, giúp tăng cường sự kiểm soát và giám sát từ phía nhân dân. Sự phân công quyền lực giúp duy trì sự ổn định và đoàn kết nội bộ trong đảng và chính quyền. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh chính trị phức tạp và cần sự đồng lòng để đối phó với các thách thức từ bên trong và bên ngoài. Vâng, mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta là đảng duy nhất lãnh đạo, việc lắng nghe và phản ánh ý kiến của nhân dân qua các kênh như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác luôn luôn được đề cao. Điều này nhằm đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân và nhân dân có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp có vai trò riêng biệt và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo, các cơ quan này vẫn có quyền và trách nhiệm riêng giúp đảm bảo sự kiểm soát và cân bằng quyền lực. Trong truyền thống lãnh đạo của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội là bốn trụ cột chính trong cơ cấu quyền lực, thường được dân gian gọi là tứ trụ, với mỗi người chịu trách nhiệm lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau. Sự phân công này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước, mà còn giúp duy trì sự đoàn kết nội bộ trong đảng và tránh các xung đột quyền lực có thể xảy ra. Dư luận hiện nay đánh giá, nếu Tổng Bí thư Tô Lâm từ chức Chủ tịch nước thì khả năng cao sẽ là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Nhiều người cũng hy vọng là Đại tướng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, Đại tướng Phan Văn Giang trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thể hiện xuất sắc vai trò bảo vệ đất nước. Sự lãnh đạo kiên định và chiến lược của ông đã giúp củng cố năng lực quốc phòng và duy trì an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đầy rẫy phức tạp. Những thành tựu này không chỉ nâng cao uy tín của ông mà còn đóng góp quan trọng vào việc giữ vững hòa bình và ổn định cho đất nước. Khó có ai có khả năng có thể thay thế được vị trí ông trong thời điểm này. Với sự nghiệp thăng tiến qua các vị trí lãnh đạo như Tư lệnh Quân khu 1, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam,
ông đã chứng minh năng lực vượt trội trong việc lãnh đạo và quản lý quân đội. Tuy nhiên, có lẽ chính sự tập trung vào lĩnh vực quân sự đã giới hạn phạm vi ảnh hưởng của ông trong chính trường rộng lớn hơn. Trong bối cảnh Việt Nam đối diện với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng trở nên cực kỳ quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang đã và đang làm rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong việc hiện đại hóa quân đội và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhưng chính sự chuyên môn hóa cao này cũng có thể đã khiến ông khó có khả năng được thay thế vị trí chủ tịch nước, một chức vụ đòi hỏi nhiều sự nhạy bén chính trị và khả năng đại diện quốc gia trên trường quốc tế. Trong khi đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được đánh giá cao và có nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch nước. Xuất thân là một ủy viên Bộ Chính trị với trọng tâm là xây dựng đảng, ông Lương Cường có nền tảng vững chắc về chính trị và tư tưởng. Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của ông đã được khẳng định trong nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đảng. Ông đã xây dựng một sự nghiệp vững chắc không chỉ về mặt quân sự mà còn trên phương diện chính trị. Với vai trò là Thường trực Ban Bí thư, ông Lương Cường đã thể hiện sự khéo léo và uyển chuyển trong việc điều hành các hoạt động chính trị của đảng, một kỹ năng không phải ai cũng có. Và ông đã tham gia nhiều trong các cuộc họp Bộ Chính trị về chiến lược phát triển quốc gia, nơi ông đã đóng vai trò then chốt trong các việc định hình và các quyết sách lớn, từ chính sách kinh tế đến an ninh quốc phòng. Chính sự đa dạng trong kinh nghiệm và khả năng điều hành đã khiến Đại tướng Lương Cường trở thành một ứng viên sáng giá cho vị trí chủ tịch nước, một vai trò đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh chính trị và tầm nhìn quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang là một nhà quân sự tài năng nhưng chỉ dừng lại ở đó. Trên cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng, ông đã chứng minh năng lực lãnh đạo quân sự xuất sắc, đảm bảo an ninh quốc gia và củng cố lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, về mặt chính trị, ông chưa có nhiều cơ hội để thể hiện sự lãnh đạo toàn diện về tầm nhìn chiến lược như Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, khi đất nước cần một nhà lãnh đạo không chỉ giỏi về quân sự mà còn có khả năng điều hành chính trị và xây dựng đảng, Đại tướng Lương Cường đã nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch nước. Nếu được bổ nhiệm thì Đại tướng Lương Cường sẽ mang đến sự ổn định và tiếp tục đẩy mạnh các chính sách phát triển quốc gia, đồng thời duy trì sự đoàn kết và đồng thuận trong đảng và nhân dân. Dư luận nhìn nhận mặc dù Đại tướng Lương Cường mới xuất ngũ, chuyển ngạch sang lãnh đạo công tác chung của đảng, nhưng tầm ảnh hưởng của ông trong chính trị là không hề nhỏ. Trong quân đội, Đại tướng Lương Cường được cho là nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các quân binh chủng. Có thể nói, sức ảnh hưởng của ông trong toàn quân được đánh giá là vượt cả Đại tướng Phan Văn Giang. Bên cạnh đó, Đại tướng Lương Cường là một vị tướng chính trị. Ông có quan điểm giống như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là kiên định và tuyệt đối trung thành với Điều 4 Hiến pháp Việt Nam. Đồng thời, ông đặt công tác xây dựng đảng là ưu tiên hàng đầu và Đại tướng Lương Cường được xem là một ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm. Sự kiện này cũng đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các nhà phân tích chính trị, khi mà Việt Nam đang cần một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm để dẫn dắt đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Và nếu được bổ nhiệm làm chủ tịch nước thì Đại tướng Lương Cường sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn, từ việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và củng cố vị thế quốc tế của Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có sự nghiệp sáng giá như thế nào để được dư luận đánh giá cao như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu về những cống hiến trong đời binh nghiệp và chính trị của ông. Đại tướng Lương Cường với 4 thập kỷ cống hiến trong quân đội và chính trị, con đường của ông không chỉ là những bước tiến thông thường mà là cả một câu chuyện về sự lãnh đạo, trí tuệ và quyết tâm. Đại tướng Lương Cường là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cả quân đội lẫn chính trị Việt Nam hiện nay. Ông sinh năm 1957 tại Phú Thọ. Ông đã trải qua hơn 4 thập kỷ phục vụ đất nước và nhiều vị trí quan trọng, từ chiến sĩ đến Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Về thân thế, Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ nhỏ, ông được nuôi dưỡng trong một gia đình thấm đẫm tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Gia đình ông cũng như nhiều gia đình khác trong thời kỳ đó đã trải qua những năm tháng khó khăn của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những câu chuyện về sự hy sinh của các chiến sĩ, về lòng dũng cảm của người lính đã trở thành nguồn cảm hứng hun đúc nên tinh thần cách mạng trong con người Lương Cường khi ông còn rất trẻ. Năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, ông nhập ngũ ngay khi vừa tròn 19 tuổi, chính thức bước vào con đường binh nghiệp. Từ một người lính trẻ tuổi, ông Lương Cường đã trải qua nhiều vị trí trong quân đội nhân dân Việt Nam.
những năm tháng trong quân ngũ đã giúp ông rèn luyện bản lĩnh, phát triển kỹ năng lãnh đạo và khả năng tư duy chiến lược. Những trải nghiệm thực tế từ chiến trường đã trở thành hành trang quý giá cho con đường thăng tiến sau này của ông. Đại tướng Lương Cường trở thành người lính trong bối cảnh đất nước bắt đầu giai đoạn tái thiết sau chiến tranh. Năm đó, Việt Nam vừa thống nhất đất nước, nhưng cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc đã nhanh chóng bùng nổ vào cuối thập niên 1970. Trong bối cảnh đó, ông Lương Cường đã được đào tạo không chỉ về mặt kỹ năng quân sự mà còn về tư tưởng chính trị, hai yếu tố quan trọng để xây dựng một người lính cách mạng. Trong những năm 80, khi tình hình biên giới phía Bắc trở nên căng thẳng, ông Lương Cường được giao nhiệm vụ quan trọng tại quân khu 2. Ông đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch bảo vệ biên giới, nơi mà tài năng quân sự của ông được khẳng định qua các chiến công trong những trận đánh khốc liệt chống lại quân đội Trung Quốc. Các đồng đội nhớ lại hình ảnh một vị chỉ huy luôn xông pha trên tuyến đầu, quyết đoán trong từng mệnh lệnh và luôn giữ vững tinh thần thép trước mọi thử thách. Vào đầu những năm 1990, ông Lương Cường đã nhanh chóng thăng tiến cho quân đội và được bổ nhiệm làm chính ủy quân khu 2. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông, đánh dấu sự khẳng định về năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của một vị tướng trẻ. Quân khu 2 có nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, là một trong những khu vực chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn này, tình hình biên giới vẫn còn nhiều phức tạp, đòi hỏi các nhà lãnh đạo quân sự phải có khả năng ứng biến nhanh chóng và quyết đoán. Khi được bổ nhiệm làm chính ủy quân khu 2 vào đầu những năm 2000, ông Lương Cường đối mặt với một thách thức khác, đó là củng cố lực lượng và nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn bộ quân khu. Đây là giai đoạn đất nước đang tiến hành hội nhập quốc tế. Quân đội không chỉ phải sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn phải thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Dưới sự lãnh đạo của ông Lương Cường, quân khu 2 đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong việc nâng cao tinh thần và năng lực chiến đấu của quân đội để bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Tháng 4 năm 2016, Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một cơ quan đầu não trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những vị trí cao cấp và có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội, với nhiệm vụ giám sát và chỉ đạo toàn bộ công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng vũ trang. Trong vai trò chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác chính trị trong quân đội. Ông đã chỉ đạo phát triển các chương trình đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và đặc biệt là chú trọng đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực và tư tưởng chính trị vững vàng. Một trong những thành tựu nổi bật dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Lương Cường là việc đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động quân sự đều phù hợp với đường lối của Đảng. Ông cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trong quân đội, một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng trong thời gian này. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016, ông Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó là Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là những vị trí có tầm ảnh hưởng lớn, cho phép ông tham gia vào việc hoạch định các chính sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, ông Lương Cường đã tham gia vào nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng an ninh. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chính sách lớn của Đảng như chiến dịch chống tham nhũng và cải cách hành chính. Vào tháng 5 năm 2024, Đại tướng Lương Cường được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những vị trí lãnh đạo cao của Đảng. Trong vai trò này, ông không chỉ tham gia điều hành các hoạt động của Đảng mà còn giám sát việc thực hiện các nghị quyết và chính sách lớn của Đảng trên toàn quốc. Đại tướng Lương Cường đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định chính trị trong nước, đồng thời thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế và xã hội. Ông cũng đặc biệt chú trọng đến việc củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo rằng các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả và minh bạch. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời đưa ra các chính sách và chiến lược mới nhằm đáp ứng các yêu cầu của thời đại. Tầm nhìn của ông về tương lai của Việt Nam không chỉ là một quốc gia mạnh về kinh tế mà còn là một đất nước vững mạnh về quốc phòng, có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Vâng, kính thưa quý vị, về sự nghiệp của Đại tướng Lương Cường là một hành trình dài, đầy thách thức nhưng cũng đầy vinh quang. Từ một người lính trẻ bước vào quân ngũ trong những năm tháng, đất nước còn rất nhiều khó khăn. Ông đã không ngừng phấn đấu và rèn luyện để trở thành một trong những nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Việt Nam. Nhìn lại hành trình hơn 4 thập kỷ cống hiến của Đại tướng Lương Cường, có thể thấy rằng ông không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc mà còn là một chính trị gia có tầm nhìn và chiến lược.
và đặc biệt là ông đã tham gia trận chiến tại biên giới phía Bắc trong giai đoạn 1979-1980. Những đóng góp của ông cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được ghi nhận qua nhiều thành tựu quan trọng, và ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Vâng, có lẽ kỳ vọng vào Đại tướng Lương Cường không chỉ đến từ những người đồng chí, đồng đội của ông trong quân đội, mà còn từ đông đảo người dân cũng đang mong chờ một nhà lãnh đạo đủ bản lĩnh và sáng suốt để đưa đất nước tiến lên trong giai đoạn mới. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đưa ra những sáng kiến về cải cách mang tính đột phá nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thời đại. Với sự tín nhiệm và kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đại tướng Lương Cường chắc chắn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.